Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó. Em 4 Tết rồi còn đi cào. Đang cào hến đó bà con. Ông chồng cào mà bà vợ rửa. Cái ghe là cái nhà của anh ta luôn. Tết tới nơi mà còn đi cào, còn ngâm nước cào. Hai vợ chồng
nước năm nay, mùa hạn năm nay rất gay gắt, không có nước, nước vượt xuống sâu lắm mà. Ông chồng cào bà vợ sàn để lựa mấy con hến đó. Này ông sàn thì cho mấy cái bùn nó ra, chỉ còn lại đất cỏi với hến nè. Cái này là một cách cào hến khác. Cái này là có người lặn ở dưới luôn, ta ngậm ống hơi, người ta lặn ở dưới đáy. Tưởng bà này bỏ ngồi trên bỏ lửa hến, nhưng có con ông đang lặn bay cái thấy mấy cái bọt nó lên không? Cái đó là có người lặn ở dưới, người lặn cào ở dưới đáy, đang ngậm bóng hơi, người ta lặn ở dưới. Sáng nay đi ra đây là còn thấy cào hến không à? Cái này người ta đang sàng hết. Ở đây là cái bọt, ông này ông đang lặn ở dưới nè. Ông lặn ở dưới đáy, ông đang cào ở dưới đáy kinh.
ổng ngậm ổng hơi ổng cạo dưới ổng lâu. Ít nhất là ba người nó cạo, người ta cạo bằng cái cây cạo. Chứ cái cành nó đây kéo cái là bằng cành nó chặt nó giống như cành đầu hướng mà cào bằng nó cành đầu hướng phần người ngắm ống hơi đặt xuống cành đó đoạn đoạn cành nó ra lặn mình ta cào hướng bằng cái cành có cây gắn chân bằng cạn bằng 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 tay ta đứng lên chân lên ta đứng lên chân bằng cái tay thảy con cạn ta mới kéo nó vô còn này là hoa cạn mình mừng mình ổng hên trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình, tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ, con sông.